Có một bạn đặt câu hỏi cho mình là da bị tàn nhang, bị rỗ nám, mụn có trị hết không? Thì mình cũng chia sẻ với mọi người như thế này. Đây là một cái sản phẩm hỗ trợ trong điều trị đối với các tình trạng da. Nếu như da của có bị tàn nhang, bên mình sẽ xem tàn nhang của bạn là tàn nhang di truyền hay là tàn nhang do bạn tiếp xúc với ánh nắng, nói chung là do tác động bên ngoài hay là bên trong. Nó còn phải phụ thuộc vào cái yếu tố là bệnh lý của bạn nữa. Thì mức độ tối đa với sản phẩm bên mình, nếu như da của bạn ở bệnh tác động do bên ngoài thì có thể hỗ trợ điều trị hết khoảng 90 đến 100%. Còn nếu như do yếu tố bên trong gen di truyền thì bạn chịu nhiều liệu trình có thể đạt đến 70 đến 80%. Và tùy thuộc vào cái cấu trúc da của bạn nữa. Còn đối với sẹo rỗ thì nói chung là tất cả các bệnh lý phải phụ thuộc vào cái bệnh lý và cái tình trạng da của bạn. Mình sẽ hỗ trợ cho bạn cải thiện bao nhiêu phần trăm. Không phải là khi mà các bạn cứ thấy là cái sản phẩm này có thể điều trị được hết 100% hoặc là chỉ một sản phẩm này thì không phải nha. Khi bạn sử dụng điều trị với cái tình trạng các tình trạng, các bạn phải hỗ trợ đầy đủ những cái sản phẩm đối với bên mình, và sử dụng những sản phẩm nào thì các bạn có thể qua đường link của bên mình, thì bên mình sẽ hỗ trợ bạn da của bạn cải thiện bao nhiêu phần trăm và sử dụng trong thời gian bao lâu nha.